Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ lại quay lưu với cả một em nhỏ nữa. Và các bạn có thể nói chị biết anh tên là gì và năm nay mình bao nhiêu tuổi không nhỉ? Dạ, em tên là Phạm Minh Tùng, năm nay em 14 tuổi. 14 tuổi là em hết cấp 2 đúng không nhỉ? Và hôm nay chắc là ngày chủ nhật thì mình về đây mình đi chơi đúng không? Đi chơi với bạn này, sau đó mình thì thấy các bạn là Vi và mình là bé bạn đúng không? Và bây giờ thì chị sẽ mời em cô uống nước La Vi và sau đó em sẽ phát biểu cảm nghĩ của mình nhé. Rồi, và sau khi uống nước La Vi xong thì em có cảm nghĩ như thế nào nhỉ? Và nước khoáng là rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Em thì hay đi học xa và những ngày hè nắng nóng thì trời rất là chúng ta cần mồ hôi rất nhiều. Khi về nhà em được uống nước La Vi thì cảm thấy rất sảng khoái.